Chào mừng anh em đến với kênh kiếm tiền sau 886. Video này mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta tham gia một cái kèo Arop của Smart Laser. Thì đối với cái kèo này thì nó đã huy động vốn lên đến 18 triệu đô nha anh em. Cực kỳ tiềm năng và kênh Twitter của nó hiện tại đang là tích vàng và đang có trên 500k thành viên. Ok. Rất là khủng ha. Và đây là một cái kèo chúng ta đáng để chúng ta tham gia. Và mình có dịch ra cái trang web chính của nó luôn nha anh em. Thì ở đây nó đứng sau ERC 5169. Với cái token script ha, cho phép bất kỳ mã thông báo nào của anh em tăng giá trị thông qua 3 đồng 79. Thứ nhất là thông tin về nhà trăng, thứ hai là về tiện ích gia tăng, và thứ ba là tăng cường tích hợp ha. Thì đây nó có cái sách trắng của nó nè, anh em cũng có thể tải về để chúng ta xem ha. Và hiện tại nó hỗ trợ rất là nhiều mạng nha anh em. Ok. Rồi. Ở đây bên dưới là đối tác của nó như là Tencent nè, USD Coin, Polygon và một số như là Laser Zero, nói chung rất là nhiều đối tác. Và về cái tem và nhóm thì về desk của nó thì cũng đã lộ mặt hết anh em à. Rất là tiềm năng á. Ok ha. Ở bên dưới là lộ trình nè. Thì nó bắt đầu từ năm 2017 nè. Rồi đến năm 2018-19 anh em. 21 nè. Rồi nó sẽ bắt đầu chạy testnet, phiên bản testnet anh em. Beta là khoảng năm 2024 là đầu tháng 1 ha. Và nó đang chạy mạng thử nghiệm hiện tại. Anh em cứ làm airdrop nó để chúng ta nhận những cái gọi là cái điểm boy. Để chúng ta quy đổi token của nó ha. SLN. Ok. Vào kênh Twitter luôn anh em. Đây. Thì hiện tại nó đang là tích vàng. Đây. Và nó đang thực hiện chạy rất là nhiều mạng nha anh em. Và chúng ta cần làm airdrop này. Thì công việc của chúng ta phải có cái ví MetaMask này. Tài khoản Twitter. Để chúng ta làm nhiệm vụ thôi anh em. Không có gì hết ha. Ok ha. Thì đây là một số bài đăng và bài tích của nó. Nó đăng rất nhiều. Nói chung là liên tục anh em à. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm luôn nha. Tại vì cái này làm nó rất mất thời gian. Rồi, anh em click đường link dưới phần mô tả, anh em ra giao diện như thế này nè. Thì anh em chỉ cần đăng ký bằng email ha. Thì hiện tại mình cũng thông báo cho anh em luôn là cái link rep á, thì nó chỉ có được 25 người thôi. Cho nên anh em lưu ý nha, anh em nào đến sớm nó sẽ phục vụ trước, còn anh em nào đến sau thì anh em sẽ rất là khó là tìm đường link, cho nên nó chỉ có được cho phép 25 người để chúng ta tham gia cái kèo này cho cái một người link rep ha. Ok, thì anh em chỉ cần nhập email của anh em, sau đó anh em check vào cái ô là tôi đồng ý với điều khoản, sau đó chúng ta nhấn vào cái chữ đăng ký ha. Sau khi mà anh em đăng ký, nó sẽ gửi một cái hòm thư cho anh em. Nó sẽ yêu cầu chúng ta là Add your pass cho anh em. Thì anh em nhấn vào nha. Rồi, sau khi chúng ta nhấn Add your pass thì nó sẽ đưa đến cái giao diện như thế này ha. Và nó ghi cho chúng ta là đây là thẻ SLN của bạn ha. Cho phép bạn. Và bắt đầu chúng ta sẽ làm nhiệm vụ để chúng ta kiếm cái SLN này ha. Ok. Thì đây, mình sẽ không có gì hết cho anh em. Rồi anh em kéo xuống dưới nè. Anh em sẽ thấy cái nhiệm vụ ở đây ha. Rồi anh em kéo xuống dưới nha, anh em sẽ thấy nè, di chuyển thẻ của bạn và tham gia airdrop để tích lũy 300 điểm, hãy di chuyển ha. Tức là cái những cái nhiệm vụ này nè, cứ sau 24 giờ nó sẽ reset lại nha anh em. Đây, bạn điểm sẽ được cập nhật sau 24 giờ một lần ha. Tức là cứ hôm nay anh em làm vào giờ nào thì ngày mai anh em cứ đúng vào giờ đó, anh em có những cái nhiệm vụ mới thì anh em cứ làm. Anh em kéo xuống dưới nè. Ở đây thì yêu cầu chúng ta là kết nối ví ha. Thì email mình đã kích hoạt rồi, thì anh em kết nối ví. Cái ví của chúng ta là cái ví MetaMask hoặc Trust Wallet cũng được nha anh em. Và mình sẽ chuyển qua cái mạng là Polygon nha anh em. Anh em lưu ý nha. Rồi, mình sẽ chọn ví MetaMask luôn nha anh em. Ok nè. Rồi, Smart Laser yêu cầu ký thì chúng ta cứ kết nối nha anh em. Kết nối ha. Và cái mạng của mình đang chung là mạng Polygon. Ok, thì cái nhiệm vụ của mình đã thành công rồi anh em thấy không? Đó. Rồi, anh em cứ kéo xuống dưới và tiếp tục là chúng ta sẽ bắt đầu là làm tiếp tục cái nhiệm vụ nữa nha anh em. Anh em nhấn vào cái thẻ di chuyển ha, tức là khi làm xong nhiệm vụ rồi anh em cứ nhấn vào cái thẻ di chuyển này nè, thì nó sẽ đang yêu cầu chuẩn bị, nó sẽ hiện lên cái nhiệm vụ số 2 nha anh em. Nó đang load thì anh em cứ để nguyên nha, anh em kéo xuống dưới ha. Thì cái chỗ nhiệm vụ 1 nè, cái nhiệm vụ mà tạo cho Google Wallet nè, cái này là nó chưa cho phép nha anh em. Anh em kéo xuống dưới anh em sẽ thấy cái nhiệm vụ số 2 nè, anh em kết nối bất hòa ha. Anh em sẽ nhận ngay cho mình là 150 điểm nè, anh em nhấn vào nè. Ok, nó đưa đến cái Discord thì em cứ chấp nhận nha anh em cứ bấm phê duyệt ha. Rồi, anh em đợi nó load ha. Rồi, load xong thì em cứ kéo xuống dưới, anh em sẽ thấy nhiệm vụ của anh em hoàn thành nè. Ok ha, kéo xuống dưới nè, anh em đã thấy xong rồi ha. Zone Discord nè, anh em nhấn vào để chúng ta được là 150 điểm nè, anh em nhấn vào. Ok, chấp nhận lời mời nè. Rồi, anh em sẽ kéo xuống dưới ha, tôi đồng ý nè, anh em bấm hoàn thành nè. Ok nè.
Rồi, đã đọc xong xem các kênh khác ha. Thì mình sẽ trở ra. Ok, sau khi trở ra thì anh em sẽ thấy ha, cái nhiệm vụ đã thành công rồi. Tiếp tục nó yêu cầu chúng ta là follow cái trang Twitter ha. Thì anh em nhấn vào đây, follow nó để được 100 bon ha. Rồi, mình đã theo dõi rồi. Hồi nãy lúc đầu mình đã theo dõi rồi, mình không cần theo dõi nữa nha. Ok, nhiệm vụ số 3 đã thành công anh em, được 100 bon ha. Anh em tiếp tục kéo xuống dưới nè, nhiệm vụ thứ 4 là nó yêu cầu chúng ta là copy ha. Thì anh em cứ nhấn copy. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là mời bạn bè cái đường link này nè. Thì nhiệm vụ thứ 4 này nè, nó có một cái là giới hạn, tức là anh em mời chỉ được 25 bạn thôi. Và số chúng ta nhận được sẽ là 250, tức là 10% ha, cái số boy. Ok, khi mà họ làm nhiệm vụ thì chúng ta sẽ được 10%. Rồi, ở cái nhiệm vụ thứ 4 này thì nó cũng chưa hoàn thành được, bởi vì mình chưa có mời được ai. Ok nha, anh em cũng nhớ lưu ý là cái link rep á, nó chỉ cho chúng ta là 25 người thôi. Rồi, đến cái nhiệm vụ thứ 5 nè, anh em nhấn vào chỗ là click và chích lại bài đăng ha. Đó, anh em bấm chữ đăng đi. Đơn giản lắm. Rồi, sau khi đăng xong chúng ta trở ra nhiệm vụ số 2 là chúng ta sẽ kiếm thêm 50 BTS ha, 50 boy. Nó yêu cầu chúng ta là vào cái bài đăng á, chúng ta copy lại cái đường link và chúng ta dán vào trên này. Rồi sau đó chúng ta bấm submit ha. Thì mình sẽ vào kênh Twitter của mình nha anh em. Rồi, ở kênh Twitter thì anh em vào hồ sơ nè, anh em xem là cái bài đăng vừa rồi đây. 39 giây trước ha, mình có đăng một bài đây. Thì anh em nhấn vào cái chỗ cái nút chia sẻ đây nè, đó, anh em nhấn vào. Rồi anh em sao chép liên kết nè. Rồi mình trở ra ha. Trở ra thì anh em cứ nhấn vào, anh em dán vào nè, anh em bấm submit nha. Ok, nó báo là đã thành công anh em thấy không? Thì mình đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở đây ha. Thì mình sẽ kéo lên, mình xem cái tổng số điểm của mình là bao nhiêu nha anh em. Còn cái chỗ mà Good Valet này á, thì nó sau 48 giờ, tức là sau 2 ngày chúng ta mới được làm cái nhiệm vụ này. Anh em lưu ý nha, tại vì hôm nay mình mới đăng ký thôi, cho nên qua ngày mai ngày mốt mình mới bắt đầu làm được cái nhiệm vụ này, để chúng ta kiếm thật nhiều điểm boy ha. Và load lại thì anh em thấy ha, thì điểm boy của mình đang nhận được là 350 điểm ha. Và hiện tại mình đã hoàn thành 4 cái nhiệm vụ rồi, trong ngày hôm nay rồi, mình đã hết nhiệm vụ nha anh em, mình không còn nhiệm vụ nào nữa nha. Anh em lưu ý ha. Đây, còn cái nhiệm vụ số 1 đầu tiên này, Good Valet, thì mình sẽ có cái video sau, mình sẽ hướng dẫn anh em làm sau 48 giờ sau ha. Còn tất cả những cái nhiệm vụ này mình đã hướng dẫn chi tiết cho anh em rồi. Và để hoàn thành cái nhiệm vụ thứ tư này thì anh em cứ copy thôi, chia sẻ cho bạn bè của mình nha. Cái đường link này thì mình để ghi bên dưới phần mô tả bình luận video. Anh em vào làm giúp cho mình nha. Ok nha. Hôm nay mình đã random cái video của ngày hôm nay rồi, thì ngày mai mình sẽ ra video, mình sẽ qua random 2 video của ngày hôm nay nha anh em. Ok, bye bye.